Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở Barcelona cùng Thành Thật Thà để tham gia một sự kiện gọi là Global Launch của một dòng sản phẩm rất là mới mà có lẽ là bây giờ bọn mình không được đưa lên đâu. Không, nhưng mà đến lúc mà mình lên video này rồi là mọi người đã biết rồi. Thế thì đây chính là chiếc Xiaomi 14 và mỗi anh em mình đang có một cái. Cảm nhận của Thành thế nào? Lần đầu tiên đến với một sự kiện lớn như thế này. Em đã biết đâu mà em cảm nhận được. Thì bây giờ phải vào đã mới biết chứ, đúng không? Chia sẻ cho anh em một chút là 2019 là tôi... không, 2018 là tôi được lựa chọn để đi cái sự kiện này ở chính tại đây Barcelona luôn. Tuy nhiên là bởi vì một vài vấn đề liên quan đến visa mà tôi không thể hoàn thành được. Mà mày phải biết là hồi đấy anh trượt visa xong là domino các visa sau anh trượt. Bởi vì là không ra sao mà. Đấy. Lịch sử xấu. Nó bị lịch sử xấu. Ok, đây là cổng vào. Đây là trung tâm hội nghị quốc tế ở Barcelona và chúng ta có một cái chỉ dẫn rất là to, thì các bạn đi vào cùng với mình đi. Nếu như các bạn nghĩ rằng là bọn mình được mời đi hay như nào đấy thì hoàn toàn không phải đâu nhá. Thực tế là cả mình cả Thành thì đều tự làm visa, rồi là tự làm tất cả tần tật mọi thứ, và trộm vía là ông bà ông trời phù hộ nên là bọn mình mới đến đây một cách gọi là êm mượt như vậy, chứ nếu không thì đã có rất là nhiều thứ nó không hay nó xảy ra rồi. Đấy, thì mình sẽ làm trong các video lần sau để nói thêm cho các bạn nhé. Thực tế thì lúc đầu á lại có một vài sự hiểu nhầm, nghĩa là bên Xiaomi thì họ khi mà mình nói là mình sẽ đi MWC cùng Thành ấy, thì họ lại cứ tưởng là sự kiện này. Thế hóa ra là Xiaomi 14 và MWC là không liên quan gì đến nhau, chỉ là họ kiểu là họ tận dụng là một cái ngày hội rất là lớn của công nghệ điện thoại di động trên toàn thế giới đấy, là họ tổ chức ngay trước đó một ngày là ngày 25, còn thực tế là ngày 26 thì mới có sự kiện. Ây ôi, đến cửa các bạn thấy đang có rất đông người không biết xếp hàng để làm gì. Nói chung là những cái kiếp nạn thì nó buồn cười lắm các bạn ạ. Nhưng mà thôi, đã đến được cửa phạt rồi. Mong là vào được bên trong lấy được chân kinh nhỉ. Với Xiaomi 14 thì chúng ta hiểu rồi. Đây là một chiếc điện thoại có kích thước khá là nhỏ gọn, mặt sau được uốn cong nhẹ, đảm bảo cái cảm giác cầm nắm thoải mái hơn. Và đặc biệt là con này có được trang bị cụm 3 camera với ống kính quang học là Leica Sumi Lux với khẩu độ là f1.6, và kèm theo đó là cái độ phân giải camera góc siêu rộng là Leica 14mm đã được nâng cấp lên 50 megapixel. Xiaomi 14 này thì sẽ có cái màn hình là 6.36 inch, màn hình là AMOLED 1.5K với độ sáng thì là 3500 nits. Snapdragon 8 Gen 3 thì đa phần những cái thứ này nó cũng tương tự như những cái gì mà chúng ta đã có từ những cái dòng trước đấy mà thôi. Và về cái mức giá của nó thì nó sẽ là 999 euro, còn không biết là đến thị trường Việt Nam thì đầu tháng 3 nó sẽ về, không biết lúc đó mức giá thực tế là sẽ như thế nào. Tuy nhiên, cái thứ hay ho nhất của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Xiaomi 14 Ultra. Thì đây là cái dòng Ultra đầu tiên mà Xiaomi giới thiệu ở thị trường quốc tế. Tuy nhiên, theo nhiều thông tin mình biết là con này vẫn sẽ không về Việt Nam. Thế mình cày rồi đấy. Nói chi tiết hơn về con này thì con này nó sẽ có một vài sự khác biệt so với bản nội địa nha. Tuy nhiên, trước đó thì chúng ta nói về những cái điều chung chung nhất. Thứ nhất là nó sẽ được chế tác theo cái cấu trúc bảo vệ là Xiaomi Guardian Structure, được làm từ nhôm nguyên khối và độ bền nó sẽ ngon hơn khoảng 1,38 lần so với thế hệ trước. Lớp da nhân tạo này sẽ được Xiaomi sử dụng công nghệ nano mới nên là mỏng hơn và nhẹ hơn các thế hệ trước. Có Xiaomi Shield Glass chứ không phải là dùng kính cường lực Gorilla hay là kính cường lực Kolon đâu các bạn nha. Màn hình của nó thì cong 4 viền luôn. Và đây sẽ là màn hình AMOLED C8. Đây là độ phân giải 2K cộng luôn. Với cái độ phân giải này thì nó sẽ mang lại cho người làm phim những cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Và có một cái hay á, đó là năm nay thì Xiaomi giới thiệu con này gọi là làm phim để gọi là đối chọi với cả iPhone luôn. Đó. Đối chọi với iPhone như thế nào, đó là họ cũng cầm con này đi cũng quay các thứ, cũng làm này làm kia, làm A làm B làm C các thứ, rồi quay hậu trường, rồi là quay mấy cái phim rất là chuyên nghiệp với cái đạo diễn đã từng đạt giải Oscar, và ông đạo diễn này cũng là đạo diễn của phim Breaking Bad luôn. Rất là ảo, cho ra những thứ phim rất là hay. Và mình nghĩ rằng chính Xiaomi mới là người đang đối đầu với Apple ở trong cái phần quay phim như thế này, cũng như là chụp ảnh như thế này với những ống kính Leica, chứ không phải là Samsung đâu các bạn ơi. Và nói thêm về cái khả năng nhiếp ảnh ạ, thì con Xiaomi 14 Ultra sẽ được trang bị 4 camera chuyên nghiệp. Và tất nhiên là con này nó thoải mái thay đổi khẩu độ từ f1.63 đến f4.0. Thế nên là các bạn có thể có rất là nhiều những cái lựa chọn các bạn chụp hình. Tuy nhiên con này nó vẫn sẽ khác cái con nội địa các bạn nha. Thứ nhất đó là viên pin của nó không phải là 5.300 mAh, nó chỉ là 5.000 mAh tròn thôi. Thứ hai là con này nó sẽ không có khả năng kết nối đến vệ tinh. Đó. Tất nhiên con này vẫn sẽ có cái bộ gear, thì Thành Thật Thà đã làm một video ở Xiaomi 14 Ultra cho các bạn rồi. Cái bộ gear này thì sẽ có một cái rig, một cái ốp gắn vào, sau đó sẽ có thêm một cái cục pin. Cục pin này là 1500 mAh. Và với cục pin này thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái lựa chọn như là phím chụp ảnh này,
phím tăng giảm độ sáng này, phím zoom này, khá là hay. Thì thực tế con này là 1.499 euro, thế nên về Việt Nam thì mức giá của nó có thể lên đến là bao nhiêu, khoảng 40 triệu các bạn ạ. Nhưng mà mình tin rằng con này nó sẽ không về Việt Nam đâu, cái bản châu Âu này bản quá kỳ luôn. Và có một cái khá là hay nữa, giống với bản Trung Quốc là con này nó có cái tản nhiệt tuần hoàn, là tản nhiệt lên cả camera, tản nhiệt lên cả cái vi xử lý bên trong. Thì thực tế là khi các bạn quay phim chụp ảnh nó rất là nóng, thì với cái bộ tản nhiệt này nó sẽ giải nhiệt luôn cho cả cảm biến camera luôn. Kèm theo đó, trong sự kiện này Xiaomi cũng giới thiệu luôn con chó Xiaomi CyberDog 2, cũng là con chó mà mình đã từng review rất là kỹ trên kênh rồi. Hay là những con Xiaomi Buds 6S Pro là to đến 12.4 inch cơ. Con này thì có kích thước màn hình khá là lớn và 144Hz, màn hình sẽ là 3K luôn. Pin của chúng ta sẽ là 10.000 mAh và có Snapdragon 8/2 4nm. Nó sẽ có những thứ như là home screen cộng này, chức năng hình ảnh ứng dụng ghi chú xuyên thiết bị là cross device này, kết hợp với cả cái boot đến từ Xiaomi luôn. Và cái mức giá của nó cũng sẽ loanh quanh là khoảng mấy trăm euro đấy. Đây các bạn nhìn rõ trên hình rồi. Đặc biệt là trong sự kiện ngày hôm nay thì Xiaomi cũng giới thiệu khá là kỹ về HyperOS. Chính xác là HyperOS sẽ là cái thứ mà Xiaomi muốn đối đầu với Samsung. Họ sẽ có một cái thứ gọi là trí tuệ chủ động đạt được thông qua là Xiaomi HyperMind. Với Xiaomi HyperMind nó sẽ sử dụng 4 khả năng nhận thức của thiết bị, bao gồm môi trường, tầm nhìn, âm thanh và hành vi, để tự động điều chỉnh theo nhu cầu của người dùng. Kèm theo đó thì chiến lược của tập đoàn cũng được thay đổi này. Họ sẽ thay đổi từ hệ sinh thái thông minh Smartphone XIoT sang là Human Car Home, trong đó ô tô là car, sẽ trở thành yếu tố mới và quan trọng trong trọng tâm chiến lược của Xiaomi với sự ra mắt của dòng Xiaomi 14. Và các dòng IoT mới và cái con Xiaomi Su 7 cũng đều được thiết kế và kết nối bởi HyperOS. Và với HyperOS thì với những cái trải nghiệm rất là nhỏ nhỏ ở trong con điện thoại Xiaomi 14 thì có những cái tính năng AI mới, ví dụ như tính năng tăng cường về camera, tăng cường về HDR rất rất nhiều, thì mình sẽ làm kỹ hơn trong các video sau. Nhưng bạn thấy đấy, về chiến lược, về hệ sinh thái thì họ sẽ đối đầu với cả Apple. Còn về riêng những cái liên quan đến AI thì họ sẽ đối đầu với Samsung. Kèm theo đó thì Xiaomi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái dòng sản phẩm đồng hồ mới, bao gồm là Xiaomi Watch S3 và một con Xiaomi Watch 2. Cái con Watch 2 này thì nó lại dùng Wear OS mới cay, không dùng HyperOS các bạn ạ. Bởi vậy nên là mình đang hoài nghi tính tương thích với toàn bộ hệ thống HyperOS của chúng ta. From Vietnam, I have one question. What role does Leica play in the creation of the camera cluster on Xiaomi 14? And how long does it take to for Leica to work with Xiaomi to launch a set of three cameras on Xiaomi 14 in this time? So we are part of the development of the camera system since the very beginning. So talking about the concept of what the camera should be or the camera system should be, we pass also to the next step, which is component selection, which hardware, which sensors, which kind of lenses. I mean, the lenses, we design them with them. And yeah, it's the whole process, also the tuning part of the ISPs. And the final image quality checks, we go all the way since the very beginning. How long does it take? Usually the development process of a smartphone device is a little bit less than 1 year. And since when the camera, there are different stages, as I was mentioning, for the concept phase, so we start working on that almost 1 year before that device is launched. And this is not the first time that Leica has collaborated with Xiaomi to create the lens of the mobile devices. So how has the user feedback been about Leica lenses on previous devices? How has Leica improved the Xiaomi 14 lenses? Okay, I think regarding feedback, I think it has been very successful in general. I think the information that I have is that the number series, the T series, all of the co-engineered devices are doing great. For example, in the 14 Ultra, we introduced the macro capabilities on the two telelenses, which is actually one of the features that I like the most. So being able to capture a close-up up to 10 centimeters with a 75 millimeter lens is something that was not possible before, and now we have it. Also 30 centimeters with a 5x lens. So those two improvements, I think, are already good enough. Not talking about lenses itself, but the variable aperture on the main lens, on the main camera, it's also a nice improvement that will allow more versatility for the users to capture the moments the way they want.
Qua đây. Và như vậy là buổi làm việc đầu tiên đã kết thúc. Chiếc Xiaomi 14 cuối cùng đã được ra mắt và chiếc Xiaomi 14 Ultra cũng vậy. Thì các bạn đừng quên là theo dõi thêm các video lần sau nhé, bởi vì là thực ra là con Xiaomi 14 này nó có nhiều cái hay lắm. Chẳng qua là chúng ta chưa nói đến nó nhiều thôi. Và khi mà chúng ta làm cái phiên bản nội địa thì có nhiều cái nó chưa được full 100% đến hôm nay. Ừ. Mấy cái AI đến hôm nay thì Xiaomi họ mới thực sự giới thiệu. Thế còn thực tế thì anh thấy là thực chất nếu như mà để mà nói là kiểu để mà đối đầu với cả các bên với nhau ấy thì Samsung họ không phải là họ đã không thực sự đối đầu với Apple đâu về chức năng, về tính năng. Anh cảm giác là Xiaomi nó đang là sự tổng hợp, tổng hòa giữa Apple và các dòng Android.